lộ dự án phim tiếp theo của Dương Tử, đặc biệt thế nào mà fan dần dần ủng hộ. Trong số các tiểu hoa sau 90, Dương Tử là nữ nghệ sĩ được khán giả đặt nhiều kỳ vọng nhất mỗi khi công bố dự án phim mới. Tuy chưa quay xong Quốc Sắc Phương Hoa nhưng nữ diễn viên đã nhận được nhiều kịch bản vô cùng chất lượng. Mới đây, nhà sản xuất của bộ sitcom Quốc Đen Nhà Có Trai Có Gái chia sẻ với giới truyền thông rằng bộ phim sẽ bắt đầu quay lại trong năm nay. Toàn bộ dàn diễn viên cũ như Tống Đan Đan, Cao Á Lân, Dương Tử, Trương Nhất Sơn, Vưu Hạo Nhiên đều sẽ được giữ nguyên. Tin tức này ngay lập tức khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Được biết Nhà Có Con Trai Con Gái là bộ phim làm nên tên tuổi của Dương Tử. Chính sự thành công của bộ sitcom này đã giúp nữ diễn viên quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn đến cùng, mặc dù lúc đó có rất nhiều hạn chế về biểu cảm cũng như ngoại hình. Nhà Có Con Trai Con Gái xoay quanh 5 người gia đình họ Hạ. Hạ Đông Hải sau khi ly hôn với vợ trước có 2 con là Hạ Tuyết và Hạ Vũ, ông tái hôn với Lưu Mai, người cũng đã qua một cuộc hôn nhân và có một đứa con trai là Lưu Tình. Với cá tính, sở thích, thói quen khác nhau, gia đình này thường xuyên xảy ra những tình tiết mâu thuẫn trái ngang, thú vị. Đây là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Trung Quốc, thường được so sánh với phim Gia Đình Là Số 1 của màn ảnh Hàn. Hiện tại, Dương Tử vẫn đang bận rộn quay Quốc Sắc Phương Hoa và chưa có bất cứ phản hồi nào về thông tin này. Tuy chưa được xác thực và chốt dàn diễn viên chính nhưng netizen tỏ ra vô cùng mong chờ Nhà Có Con Trai Con Gái phần tiếp theo.